Hello Mai Vũ, xin mến chào quý vị. Dạ, bữa hôm nay Mai Vũ đang là review những cái áo tắm nha quý vị. Áo này để đi biển hoặc là đi bơi cho mùa hè. Quý vị nào muốn những cái mẫu như vậy chụp màn hình lại nhắn tin cho Mai Vũ. Hiện tại mẫu thứ 1 đó là màu đen $20 có size S, M, L, XL. Quý vị nào muốn mẫu này chụp màn hình nhắn tin cho Mai Vũ nha. 717-434-0462, đó là số điện thoại của Mai Vũ. Cái thứ hai á, cái này là màu đen đen trắng ngựa vằn này quý vị, thì mẫu này á $22, Mai Vũ có size S, M, L. Quý vị nào muốn mẫu này chụp màn hình lại nhắn tin cho Mai Vũ 717-434-0462. Mai Vũ sẽ chốt đơn bằng tin nhắn và nhận chuyển tiền bằng Zelle hoặc là check. Và mẫu kế tiếp á là mẫu thứ ba. Mẫu thứ ba xanh đen, Mai Vũ có size L, XL. Quý vị nào thích mẫu này thì chụp màn hình lại và nhắn tin qua cho Mai Vũ nha. Hiện tại những cái mẫu này nó kiểu nó không có hở lắm đâu quý vị. Thì những chị mà lớn tuổi cũng có thể mặc được những cái mẫu này để mà đi biển. Mùa hè tới rồi quý vị ơi, mua đồ để đi bơi thôi. Lễ July 4 sắp tới nè, thì quý vị nên mua một trong những cái bộ này hoặc là mua một vài bộ để đi thay đổi nếu mà mình đi một tuần đó quý vị. Thì cái này màu vàng nó cũng giống như màu xanh kia luôn, nhưng mà Mai Vũ có size S, M, L và XL. $22 cho cái mẫu này ha. Quý vị nào muốn mẫu màu vàng này á, vàng đen $22, chụp màn hình lại và nhắn tin qua cho Mai Vũ. Mai Vũ có đủ size cho cái mẫu đó. Kế tiếp á, là màu hồng này quý vị. Màu hồng thì Mai Vũ có này là $20. S, M, L, XL. Hồi nãy màu vàng là 22 nha quý vị. Màu hồng $20. Cái này nó cũng không có hở lắm đó quý vị. Mấy Vũ mua những cái mẫu nó không có hở lắm. Và tiếp theo là màu đen. Màu đen này á $20 luôn. M, L, XL. Màu đen M, L, XL. Quý vị nào thích màu đen này thì chụp màn hình lại và nhắn tin cho Mai Vũ nha. 717-434-0462. Tiếp theo á, là mẫu thứ 7 ha quý vị. Màu đen là số 6, màu thứ 7 á, là màu đỏ ha, hoa đỏ. Hoa đỏ thì nó cũng đồng giá với màu đen luôn, tại nó giống y chang mà nó kiểu khác đó quý vị. Hoa đỏ, quý vị nào muốn thì chụp màn hình lại nhắn tin cho Mai Vũ. Mai Vũ có size S, M, L, XL. $20 luôn quý vị. $20 cho cái mẫu đó. Và mẫu tiếp nữa đó là ngựa vằn này quý vị. Cái này là ngựa sọc ha, sọc đen. Đen sọc $20. Quý vị nào thích mẫu này thì chụp màn hình lại và nhắn tin cho Mai Vũ. Sọc đen $20. Mẫu này là mẫu thứ 8, Mai Vũ có ML, XL nha quý vị. Quý vị nào muốn chụp màn hình lại và nhắn tin cho Mai Vũ 717-434-0462. Màu hồng sọc này á, nó cũng giống màu đen luôn, $20 là mẫu thứ 9. Mai Vũ có ML, XL. Size S á, là ngực 88, eo 68 cho tới 96, M ngực 92, eo 72 cho tới 100, L 97 ngực, còn eo là 77 cho tới 105 thì mặc vừa cái mẫu này nha quý vị. Quý vị nào muốn mẫu này chụp màn hình lại nhắn tin cho Mai Vũ. $20 ML, XL. Mẫu tiếp theo á là mẫu màu đỏ hoa hướng dương. Màu này cũng $20 luôn quý vị. ML, XL. Mai Vũ có size ML, XL. Thì hiện tại mẫu này á là mẫu thứ 10. Quý vị nào muốn mẫu này chụp màn hình lại nhắn tin cho Mai Vũ 717-434-0462. Cái màu này nó không có đỏ lắm đâu quý vị. Mình lại nó đỏ đô nha quý vị. Nó không có hở, nó không có quá hở. Thì màu đen cũng tương tự như vậy luôn. $20 thì màu đen Mai Vũ có M và L. Có hai size thôi quý vị. Order nhiều nhưng mà họ hết hàng á, không có còn hàng. Quý vị thấy để ý đi, Mai Vũ toàn lấy những cái màu đậm đậm không à. Khi mà mình xuống nước á thì nó không có nhìn thấy si tu á quý vị. Nó không có nhìn thấy. Tiếp theo là màu đen. Mẫu này là mẫu màu đen thì mẫu thứ 12. Quý vị nào thích mẫu này $22. Hiện tại Mai Vũ có ML, XL. Mẫu này á, cái ngực của nó hơi nhỏ quý vị ơi. Size M 72,
L66 cho tới 100, L là ngực 77, L71 cho tới 105, XL L82, ngực 82, L76 cho tới 110. Và những cái áo này thì mình có thể mặc phụ ở ngoài khi mà mình đi tắm biển hoặc là đi tắm hồ bơi nữa quý vị. À, cái áo này á, là màu, cái màu nó là màu nút ha. Hiện tại quý vị nào muốn mẫu này thì nhắn tin cho Mai Vũ, $22. Mai Vũ có SML, mẫu thứ 13. Màu này mình nên có một cái như vậy để khi mà mình đi tắm biển á, khi mình lên mình có thể phủ nó ở ngoài. Và Mai Vũ có màu đen nữa, đen lưới, số 1, $22, hiện tại SML. Quý vị nào muốn những cái mẫu từ nãy tới giờ Mai Vũ review thì nhớ chụp màn hình lại và nhắn tin cho Mai Vũ 717-434-0462, Mai Vũ sẽ chốt đơn cho quý vị. Bên cạnh những cái video về đồ tắm thì Mai Vũ có rất là nhiều video về áo dài và video về đầm đó quý vị. Nếu mà quý vị muốn tìm Mai Vũ thì đi vô YouTube đánh Mai Vũ hoặc là Mai Vũ Cuộc Sống Mỹ. Quý vị sẽ thấy rất là nhiều video. Khi quý vị xem video, quý vị thích mẫu nào chụp màn hình lại nhắn tin cho Mai Vũ 717-434-0462 để chốt đơn nha quý vị. Dạ, nếu mà quý vị muốn theo dõi thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Mai Vũ nha. Bye bye, I love you, bye bye.